Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Vietnamese. There are only two sentences you need to remember. You will first learn a neutral way to introduce yourself, which sounds okay in both formal and informal situations. Let's first see how Vietnamese people generally introduce themselves. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn.
Hi, I'm Giang. Nice to meet you. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Start by saying, xin chào, tôi là. Then say your name. Xin chào, tôi là Giang. Finally say, rất vui được làm quen với bạn. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Let's break this now and see what it means. Xin chào means hi or hello, and it is used in both formal and informal situations. It can also be used at any time of the day. Though the equivalents of good morning, good afternoon, and good evening do exist, Vietnamese people don't normally use them in their daily conversation. So you have to remember only two words. Xin chào. Isn't it convenient? Tôi là Giang. That's how Vietnamese people introduce themselves. Tôi là is similar to I am, and you simply need to add your name to this. Though there's a more formal way to introduce your name in Vietnamese, which I'll mention later, using tôi là plus your name is neutral and sounds okay in any circumstances. Tôi là Giang. Pretty easy, right? And now, let's look at the last sentence. Rất vui được làm quen với bạn. Rất vui means I'm very happy. And được làm quen với bạn means to get to know you or to get acquainted with you. Vietnamese people usually look forward to a closer relationship in the future, so they tend to say I'm happy to get to know you rather than just I'm happy to meet you. So again, rất vui được làm quen với bạn. Let's put everything together. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Hi, I'm Giang. Nice to meet you. Not very difficult, right? Well, as I mentioned earlier, there's a more formal way to introduce yourself in Vietnamese. That is, xin chào, tôi tên là Giang. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Notice that the word xin chào doesn't change, but the way you say your name is longer. One more word is added. Tôi tên là instead of tôi là. So instead of saying I am, you say my name is. Tôi tên là Giang. My name is Giang. And the last sentence. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. It's my pleasure to get to know you. So, unless you go to Vietnam for business, it is advisable that you stick to the previous introduction. One more time. The general way to introduce yourself in Vietnamese is Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. The formal way to introduce yourself is Xin chào. Tôi tên là Giang. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Now it's time for Giang's insights. Vietnamese people are not familiar with personal touches when meeting each other, so kissing or hugging is not recommended, though business people and male friends do shake hands when they meet. For the first meeting, simply introducing yourself with a smile is the best way to get to know a Vietnamese person. Xin chào, tôi tên là Giang. Bạn tên là gì? Chào Giang, tôi tên là Mary. Rất vui được gặp bạn. Tôi cũng vậy. And in this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. So let's start. There are several ways to thank someone. And let's start with the easiest. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn means thank you. When saying thank you very much, you just need to add rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Rất nhiều means a lot. So, cảm ơn rất nhiều is like saying thank you very much. Cảm ơn is the casual way to say thanks in Vietnamese. If you want to emphasize more formality, just add the word xin before cảm ơn. Putting them together, you say
xin cảm ơn, which literally means let me give my thanks. Saying thank you very much in a formal way is xin cảm ơn rất nhiều. One more time. The casual way to say thanks is cảm ơn, and thank you very much is cảm ơn rất nhiều. The formal way to say thanks is xin cảm ơn, and thank you very much is xin cảm ơn rất nhiều. How do you answer? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is không có gì. Không có gì. Không có gì literally means it's nothing, but it is the equivalent of you are welcome. The other way to say you're welcome is the expression không có gì đâu ạ. Không có gì đâu ạ. Literally, this phrase also means it's nothing, but the longer expression implies more politeness and is appropriate when replying to a senior person. So when someone is saying cảm ơn to you, you can simply reply with không có gì or không có gì đâu ạ. Now, it's time for Zhang's insights. It should be noted that in daily conversations, you may hear Vietnamese people say cảm ơn instead of cảm ơn. The word cảm ơn is pronounced with a rising tone. It has basically the same meaning as cảm ơn, but is simply easier to pronounce. Cảm ơn is only used in speaking, while cảm ơn is more semantically correct and officially used in both writing and speaking. So in daily communication, you can use either words, depending on which one is easier to remember and pronounce. Xin hỏi, cheese tiếng Việt nói thế nào? Format. Xin lỗi, tôi chưa kịp nghe. Làm ơn nói lại lần nữa. Format. Làm ơn nói chậm hơn một chút. Format. Làm ơn viết từ đó bằng tiếng Việt giúp tôi. Xin chào, tôi tên là An. Xin chào, tôi tên là Mary. Rất vui được gặp bạn. Tôi cũng vậy. Tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Vietnamese. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. So, let's start. The general greeting in Vietnamese is xin chào. Xin chào. Xin chào means hi or hello and is used when we meet each other. As I already mentioned in the first lesson, you can say xin chào in both formal and informal situations as well as at any time of the day. Vietnamese people do not distinguish which part of the day they are meeting when greeting each other. So such words as good morning, good afternoon, or good evening are basically not in use. When leaving, we say tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt literally means goodbye and is considered both formal and informal. Finally, see you soon in Vietnamese is hẹn gặp lại. And again, it is used both formally and informally. The more intimate way to say see you soon is hẹn gặp lại nhé. Nhé literally has no meaning. It is added at the end just to make the sentence more natural and melodious. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. Now you can greet people in many different ways in Vietnamese. Let's review them all again. When meeting each other at any time of day, xin chào. When leaving, tạm biệt. When we will see the other person again, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. It's easy, isn't it? Now it's time for Zhang's insights. A more natural way to greet someone is to remove the word xin and just say chào with a pronoun appropriate for the listener. Vietnamese language consists of a complicated system of pronouns which vary according to gender, age, and the closeness of the relationship. For example, chào bạn, chào anh, chào chị,
Chào em. Chào chú. Chào bác. Chào cô. Well, this sounds complex, right? But once you learn more, you'll find them interesting. Anyway, the easiest and safest way to greet someone is saying xin chào, and just that. Pretty convenient, isn't it? Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 20 tuổi. Còn bạn? Tôi 23 tuổi. Bạn sinh năm nào? Tôi sinh năm 89. Ồ, vậy hơn tuổi tôi rồi. Tôi phải gọi bạn là chị nhỉ? Đúng rồi. Cà phê của chị đây. Cảm ơn. Không có gì. Của chị 15.000. Gửi anh. Xin cảm ơn. You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose to buy an express ticket? Which option should you choose to buy an express ticket? The option on the bottom left is for an express ticket. Vé tàu nhanh. You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car, row, and seat number are you in? Which train car, row, and seat number are you in? The ticket says that you're in train car number 1 in the 8th row in seat C. Toa số 1, hàng thứ 8, ghế C. You are at a train station where you're reading the train schedule for an express ticket that you've just bought. On which days are there no express trains running? On which days are there no express trains running? There are no express trains running on public holidays and the third Sunday of every month. Ngày lễ, ngày chủ nhật, thứ ba hàng tháng. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next train will not stop."
chuyến tàu tiếp theo sẽ không dừng. You are at a train station where you're looking for the best exit to catch a taxi. Which exit should you take to get to the taxi rank? Which exit should you take to get to the taxi rank? You should take the east exit in order to get to the taxi rank. Cửa đông. Xin chào các bạn, Linh đã quay trở lại đây. Hello everyone, Linh is back. So if you have been studying Vietnamese for a while, I guess that you really want to say something or you want to learn something to amaze native speakers, right? And that's why I made this video today for you to show you how or some ways to impress Vietnamese people. And then today, let's get started with our video. 10 phrases to amaze native speakers. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker, actually. Okay, let's start with this one. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Got it? Okay, so cảm ơn bạn is thank you. Nhưng is but or however, and thực ra is actually, and không phải là một người bản ngữ. So here we have native speakers is người bản ngữ or local people. So in the sentence we can say cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. So wow, this is really impressive. But actually, if you look like foreigners, of course we know that you're not the native speakers, but nice try, because once you say this one, we get that you really try or you've been studying really hard Vietnamese, and then you can say this one. So, cảm ơn bạn nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. It took me only one year to become fluent. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. It took me only one year to become fluent. Okay, so try to slow down. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. You got it? Tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. Okay, so tôi is me, and một năm is one year. So basically, if you want to say how many years, you can just put the number before the word năm. For example, một năm is one year, hai năm is 2 years, and ba năm is 3 years. So in Vietnamese, we don't have singular or plural words, so you can just say the noun only, then it's fine. And fluent is thành thạo. So in the sentence, tôi chỉ mất một năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Yeah, okay, this one is really impressive, because normally foreigners, they have to spend around 5 years or more or less something like that studying Vietnamese and also living or working here in Vietnam to be fluent. But if it took you only 1 year to become fluent, I have to say that it's really impressive. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Next one is tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Tôi
sẽ nói tiếng Việt như người bản địa. Trong 3 năm tới, tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Easy, right? I guess that is easy for you because you've been trying so hard to study Vietnamese. Okay, so 3 năm is 3 years. As I mentioned a while ago, 1 year is 1 năm, 2 years is 2 năm, and 3 years is 3 năm. So no singular or no plural, just năm, then it's fine for every year or for how many years is up to you. So tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Yeah, I guess that normally it takes around 5 years more or less to become a native speaker. But especially you have to live there and experience the local life as local people. But only 3 years, yeah, it's really fast and you will be an amazing native speaker for sure. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so if you want to speak as a native speaker, then you're supposed to say quickly. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay? So here we have tôi is I and đã is something happened in the past. So in Vietnamese we don't have so many past tenses as English, but only one word đã you put before the verb then is going to represent for every past tenses. For example, đã học is I have learned or I have been learning or I learned. Or đã ăn is I ate or I have eaten. So remember, just only one word đã before the verb that is going to be the past. So here we have tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Of course, tiếng Việt is Vietnamese language. Vietnamese, tiếng Việt. So tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. That means you've been studying Vietnamese and also you've been living in Vietnam for quite long. And I have to say that if you study Vietnamese for that long, then you're supposed to be a really Vietnamese linguist. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movies without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movie without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Okay, so here we have phim Việt Nam is Vietnamese movie. In Vietnamese, we don't use Vietnamese for the adjective when talking about something belongs to Vietnam. But phim Việt Nam is different. You have to use phim as movie and Vietnam is Vietnamese. So phim Việt Nam, Vietnamese movie, okay? And without is không. So basically, không is no, but it also can use for without. Phụ đề is subtitled, of course. So tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. It's like I can watch Vietnamese movie without or no need subtitles because cần is need. So mà không cần is without. Okay, so seriously, if you watch movie Vietnamese movie with subtitle, Vietnamese subtitles and you understand, it's really impressive, of course. But if you watch Vietnamese movie without subtitles, I have to say that you really, really, speak Vietnamese like a native speaker. Then it's really amazing. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese
with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Okay, so here, nhắn tin is texting. Nhắn tin. Tiếng Việt is of course Vietnamese, and có dấu. Dấu, dấu here is the tone mark, the one that we have in Vietnamese. That also decides the accent of Vietnamese. It's really strong sometimes. And I have questioned my foreigner friend that how does Vietnamese sound like when we speak Vietnamese to each other? We Vietnamese speaking Vietnamese to each other. And he said that it sounds like you guys are fighting, or it's up, down, up, down, up, down like this. And it's really funny because I have no idea how Vietnamese sounds like when we speak Vietnamese because we get used to it. But if you say that tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu, so that means you can not only speak Vietnamese but also you can write really well, because the tone mark, I have to say, that it's not easy to see the difference. Of course it's really different, but for foreigners it's not easy at all. So tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Impressing. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. You got it? So, tiếng Việt is Vietnamese, and actually here, sometimes in Vietnamese, we don't use to be verb, like something Vietnamese is, or Vietnamese is something, but we can just use the word rất. Rất is very, or really. So, this one is going to represent for the to be verb, then you can just use the verb. Use the word rất, then it's fine. So, tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Thú vị is fun or exciting. And dễ học is easy to learn. Dễ is easy. Học is learn. So, here we don't have to use a preposition as to, but only dễ học, then it's fine. It's like learning easily, something like that. So, tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Okay, so if you see Vietnamese is fun, I agree, because sometimes in Vietnamese we don't have any rule or we don't have any specific way to express one opinion or one idea, but sometimes we use so many way, especially it really depends on your flexibility or your knowledge about Vietnamese or your personality also. So if you want to say that Vietnamese is fun, I guess that is really fun sometimes, and I have to say that it's really challenging. But if you say that it's easy, I don't think so. But because you say Vietnamese is fun and easy, tiếng Việt rất vui và dễ học, and I have to say that you're really good on it. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Okay, so here we have ngoài is aside of or a part of. Biết tiếng Việt is knowing Vietnamese. Tiếng Việt is Vietnamese. And cũng is as well or to or also. So you can use cũng for all of them. Tôi cũng có thể, I also can, or I can as well. Okay, nói một số ngôn ngữ khác nữa. Here we have một số ngôn ngữ khác nữa, một số ngôn ngữ khác, some other languages or some different languages. Okay, so this one I have to say that really impressing, because not only Vietnamese but also you can speak other languages,
But yeah, I've heard that some people, they really enjoy studying languages. And once they already can speak one language or two languages, then they will know about the rule or the grammar, the common things in grammar or the common rules between languages. So I have to say that if you can speak also other languages, then I think you're really talented, not only in Vietnamese but in language. So you absolutely can be a linguistic. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. So here you will see the word đang, okay? So đang is representing for the present continuous. So for example, the word đã is representing for the past, but đang is representing for present continuous. So you can just put the word đang before the verb, then it's okay. You don't have to conjugate the verb anymore. Okay, so tôi đang tự học tiếng Việt. Of course, Vietnamese is tiếng Việt, and tự học is self-study or learning by yourself. Okay, so this one is really interesting because I have to say that it's really hard to find the resource or the document to study Vietnamese online. So if you say that you can study by yourself without any other support or any help, then it's really, really talented. And you are not only good in language, but also in analyzing, because Vietnamese grammar is very difficult. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understand everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, so hoàn toàn here is completely or absolutely. Hoàn toàn. And hiểu is understand or hiểu rõ is understand clearly. Rõ here is clear, clearly. And tất cả mọi thứ is everything. Or you can just use tất cả or mọi thứ, then it's fine. But if you say tất cả mọi thứ, then it's going to be really strong, much stronger than only tất cả. So bạn nói is what you said. Okay, so I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, it's done, I guess. And 10 phrases to amaze native speakers. 10 phrases to amaze Vietnamese people. So I have to say that if you can speak all of this, it's really talented. Not only you're good in Vietnamese, but also you're understand very well about our culture, our music, our tone work, which is not easy to foreigner at all. Here we have today this video 10 phrases to amaze native speakers, and thank you very much for watching the video. And if you have any questions or recommendations, or if you want to study or to learn anything else about Vietnamese, especially the language or the culture, just let me know in the comment below. Also, please don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us. Thank you so much again, and see you next time. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Vietnamese. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. So, let's start. The general greeting in Vietnamese is Xin chào. Xin chào. Xin chào means hi or hello and is used when we meet each other. As I already mentioned in the first lesson, you can say Xin chào in both formal
and informal situations as well as at any time of the day. Vietnamese people do not distinguish which part of the day they are meeting when greeting each other. So such words as good morning, good afternoon, or good evening are basically not in use. When leaving, we say tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt literally means goodbye and is considered both formal and informal. Finally, see you soon in Vietnamese is hẹn gặp lại. And again, it is used both formally and informally. The more intimate way to say see you soon is hẹn gặp lại nhé. Nhé literally has no meaning. It is added at the end just to make the sentence more natural and melodious. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. Now you can greet people in many different ways in Vietnamese. Let's review them all again. When meeting each other at any time of day, xin chào. When leaving, tạm biệt. When we will see the other person again, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nhé. It's easy, isn't it? Now it's time for Giang's insights. A more natural way to greet someone is to remove the word xin and just say chào with a pronoun appropriate for the listener. Vietnamese language consists of a complicated system of pronouns which vary according to gender, age, and the closeness of the relationship. For example, chào bạn, chào anh, chào chị, chào em, chào chú, chào bác, chào cô. Well, this sounds complex, right? But once you learn more, you'll find them interesting. Anyway, the easiest and safest way to greet someone is saying xin chào and just that. Pretty convenient, isn't it? In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Vietnamese. There are only two sentences you need to remember. You will first learn a neutral way to introduce yourself, which sounds okay in both formal and informal situations. Let's first see how Vietnamese people generally introduce themselves. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Hi, I'm Giang. Nice to meet you. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Start by saying xin chào, tôi là. Then say your name. Xin chào, tôi là Giang. Finally say rất vui được làm quen với bạn. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Let's break this down and see what it means. Xin chào means hi or hello, and it is used in both formal and informal situations. It can also be used at any time of the day. Though the equivalents of good morning, good afternoon, and good evening do exist, Vietnamese people don't normally use them in their daily conversation. So you have to remember only two words, xin chào. Isn't it convenient? Tôi là Giang. That's how Vietnamese people introduce themselves. Tôi là is similar to I am, and you simply need to add your name to this. Though there's a more formal way to introduce your name in Vietnamese, which I'll mention later, using tôi là plus your name is neutral and sounds okay in any circumstances. Tôi là Giang. Pretty easy, right? And now, let's look at the last sentence. Rất vui được làm quen với bạn. Rất vui means I'm very happy. And được làm quen với bạn means to get to know you or to get acquainted with you. Vietnamese people usually look forward to a closer relationship in the future, so they tend to say I'm happy to get to know you rather than just I'm happy to meet you. So again, rất vui được làm quen với bạn. Let's put everything together. Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. Hi, I'm Giang. Nice to meet you. Not very difficult, right?
Well, as I mentioned earlier, there's a more formal way to introduce yourself in Vietnamese. That is, Xin chào, tôi tên là Giang. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Notice that the word Xin chào doesn't change, but the way you say your name is longer. One more word is added. Tôi tên là instead of tôi là. So instead of saying I am, you say my name is. Tôi tên là Giang. My name is Giang. And the last sentence. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. It's my pleasure to get to know you. So unless you go to Vietnam for business, it is advisable that you stick to the previous introduction. One more time. The general way to introduce yourself in Vietnamese is Xin chào, tôi là Giang. Rất vui được làm quen với bạn. The formal way to introduce yourself is Xin chào, tôi tên là Giang. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Now it's time for Giang's insights. Vietnamese people are not familiar with personal touches when meeting each other, so kissing or hugging is not recommended, though business people and male friends do shake hands when they meet. For the first meeting, simply introducing yourself with a smile is the best way to get to know a Vietnamese person. And in this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! So let's start! There are several ways to thank someone, and let's start with the easiest. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn means thank you. When saying thank you very much, you just need to add rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Rất nhiều means a lot. So, cảm ơn rất nhiều is like saying thank you very much. Cảm ơn is the casual way to say thanks in Vietnamese. If you want to emphasize more formality, just add the word xin before cảm ơn. Putting them together, you say xin cảm ơn, which literally means let me give my thanks. Saying thank you very much in a formal way is xin cảm ơn rất nhiều. One more time. The casual way to say thanks is cảm ơn, and thank you very much is cảm ơn rất nhiều. The formal way to say thanks is xin cảm ơn, and thank you very much is xin cảm ơn rất nhiều. How do you answer? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is không có gì. Không có gì. Không có gì literally means it's nothing, but it is the equivalent of you are welcome. The other way to say you're welcome is the expression không có gì đâu ạ. Không có gì đâu ạ. Literally, this phrase also means it's nothing, but the longer expression implies more politeness and is appropriate when replying to a senior person. So when someone is saying cảm ơn to you, you can simply reply with không có gì or không có gì đâu ạ. Now, it's time for Giang's insights. It should be noted that in daily conversations, you may hear Vietnamese people say cảm ơn instead of cảm ơn. The word cảm ơn is pronounced with a rising tone. It has basically the same meaning as cảm ơn, but is simply easier to pronounce. Cảm ơn is only used in speaking, while cảm ơn is more semantically correct and officially used in both writing and speaking. So, in daily communication, you can use either words, depending on which one is easier to remember and pronounce. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Bây giờ người đàn ông đang bao nhiêu tuổi?
Sinh nhật của chú sắp đến rồi. Ừ, là ngày kia đấy. Chú sắp được bao nhiêu tuổi ạ? Chú sắp bước qua tuổi 60. Chúc mừng chú. Chúng ta hãy cùng ăn mừng. Cảm ơn cháu rất nhiều. Bây giờ người đàn ông đang bao nhiêu tuổi? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Bây giờ người đàn ông đang bao nhiêu tuổi? Sinh nhật của chú sắp đến rồi. Ừ, là ngày kia đấy. Chú sắp được bao nhiêu tuổi ạ? Chú sắp bước qua tuổi 60. Chúc mừng chú. Chúng ta hãy cùng ăn mừng. Cảm ơn cháu rất nhiều. First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Ai sống cùng với người đàn ông? Hôm nào đó gần đây em đến nhà anh chơi nhé. Em cảm ơn, nhưng em cảm thấy hơi lo lắng. Em muốn biết về gia đình anh trước khi gặp mọi người. Chắc chắn rồi. Bố anh là nhân viên văn phòng và sở thích của ông là câu cá. Mẹ anh là nội trợ và bà nấu ăn rất giỏi. Anh có anh chị em không? Có. Anh có một chị gái và một em trai. Chị của anh đã cưới chồng và sống ở nước ngoài. Em trai anh thì là học sinh cấp 3. Anh có một gia đình thật tuyệt. Em muốn gặp và nói chuyện với họ. Ai sống cùng với người đàn ông? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Ai sống cùng với người đàn ông? Hôm nào đó gần đây em đến nhà anh chơi nhé. Em cảm ơn, nhưng em cảm thấy hơi lo lắng. Em muốn biết về gia đình anh trước khi gặp mọi người. Chắc chắn rồi. Bố anh là nhân viên văn phòng và sở thích của ông là câu cá. Mẹ anh là nội trợ và bà nấu ăn rất giỏi. Anh có anh chị em không? Có. Anh có một chị gái và một em trai. Chị của anh đã cưới chồng và sống ở nước ngoài. Em trai anh thì là học sinh cấp 3. Anh có một gia đình thật tuyệt. Em muốn gặp và nói chuyện với họ. When learning a new language, it's easy to think, I don't think I'm making any progress. What if I never reach my goals? We all get these thoughts from time to time. But are they worth being scared of? What are the fears language learners tend to have the most? And how can you learn to overcome them? Here are the top four language learning fears, according to our users. Number one, I'm not good enough to start speaking yet. This is a pretty common fear or misconception that most learners have. Here's how you overcome it. The best way to get good at speaking is to start speaking from day one. You need to open your mouth and just start talking. If you think you're not good enough, just focus on the lines you want to say. Number two, I'm afraid I'll never be fluent. You've got to set small, specific goals. Make daily goals, like having just a 5-minute conversation. As these small goals add up, you'll be speaking more comfortably. Number three, I'm not making any progress. There are two things you can do right now. Use the dashboard to track your progress. Our dashboard shows how much you've accomplished. Or try a harder lesson on our website. The lessons come with line-by-line translations, and the hosts explain everything. Now you can understand something you didn't minutes ago. Number four, I'm afraid of not understanding anything I hear. This fear can occur when you hear advanced grammar and vocabulary and it just goes completely over your head. To beat this, simply read along with our line-by-line tool. It's the best way to instantly understand advanced conversations. Translations and scripts are right in front of you. For real-life situations, learn useful phrases such as, "Can you say it more slowly?" "I don't understand." There's nothing wrong with saying that you didn't understand something. So, these are the top four fears and how to overcome them. Luckily, we also have the perfect tools available to help you conquer your fears. Sign up for your free lifetime account, no credit card required, and you'll get the best free online resources. Don't let your fears stop you. Start learning now.
Một người đàn ông đang báo cáo về đánh giá doanh số công ty của ông ấy tại một buổi họp. Ông ấy đang sử dụng hai biểu đồ nào cho bài thuyết trình của mình? Xin quý vị nhìn vào tài liệu đã phát. Biểu đồ phía bên trái cho thấy doanh số của công ty chúng ta trong suốt 3 năm qua và doanh số dự tính cho năm nay. Còn biểu đồ phía bên phải biểu thị doanh số từng tháng cho tới tháng 10 năm nay. Bây giờ xin hãy nhìn vào biểu đồ bên trái. Nó cho thấy rằng doanh số đang dần dần tăng trong suốt 3 năm qua. Và nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số, thì tổng doanh số cho năm nay sẽ cho thấy sự tăng trưởng hơn cả năm ngoái. Tiếp theo, xin hãy nhìn vào biểu đồ bên phải. Biểu đồ bên phải cho thấy rằng những chiến dịch chúng ta đã làm vào tháng 4 và tháng 8 đã có hiệu quả rõ rệt. Tôi thấy rồi, nhưng doanh số đã giảm vào tháng 5 và tháng 9 ngay sau các chiến dịch. Vâng, những ảnh hưởng ngược lại này là không thể tránh khỏi. Tôi kỳ vọng là doanh số cho cả năm nay sẽ tăng vượt năm ngoái nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số của chúng ta. Ông ấy đang sử dụng hai biểu đồ nào cho bài thuyết trình của mình? Một người đàn ông đang báo cáo về đánh giá doanh số công ty của ông ấy tại một buổi họp. Ông ấy đang sử dụng hai biểu đồ nào cho bài thuyết trình của mình? Xin quý vị nhìn vào tài liệu đã phát. Biểu đồ phía bên trái cho thấy doanh số của công ty chúng ta trong suốt 3 năm qua và doanh số dự tính cho năm nay. Còn biểu đồ phía bên phải biểu thị doanh số từng tháng cho tới tháng 10 năm nay. Bây giờ xin hãy nhìn vào biểu đồ bên trái. Nó cho thấy rằng doanh số đang dần dần tăng trong suốt 3 năm qua. Và nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số, thì tổng doanh số cho năm nay sẽ cho thấy sự tăng trưởng hơn cả năm ngoái. Tiếp theo, xin hãy nhìn vào biểu đồ bên phải. Biểu đồ bên phải cho thấy rằng những chiến dịch chúng ta đã làm vào tháng 4 và tháng 8 đã có hiệu quả rõ rệt. Tôi thấy rồi, nhưng doanh số đã giảm vào tháng 5 và tháng 9 ngay sau các chiến dịch. Vâng, nhưng ảnh hưởng ngược lại này là không thể tránh khỏi. Tôi kỳ vọng là doanh số cho cả năm nay sẽ tăng vượt năm ngoái nếu chúng ta có thể tiếp tục tăng doanh số của chúng ta. Một người đàn ông chuẩn bị tham gia câu lạc bộ thể thao và đang nhận thông tin về các điều khoản của câu lạc bộ. Anh ấy sẽ chọn tư cách hội viên nào? Xin hãy để tôi bắt đầu bằng việc giải thích về các loại thẻ hội viên khác nhau của câu lạc bộ chúng tôi, như đã đề cập trong tài liệu quảng cáo này. Hội viên thường xuyên có thể sử dụng phòng tập thể dục và bể bơi vào bất cứ thời gian nào của bất cứ ngày nào trong tuần. Nhưng chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên buổi sáng sớm, cho phép mọi người có thể sử dụng các trang thiết bị chỉ vào buổi sáng sớm và tư cách hội viên buổi tối cho những người chỉ muốn đến vào buổi tối. Thời gian cho các hội viên tham gia buổi sáng sớm là lúc nào? Các hội viên tham gia buổi sáng sớm có thể sử dụng trang thiết bị từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng và hội viên buổi tối có thể sử dụng từ 6 giờ tối cho đến 11 giờ tối. Tôi hiểu rồi. Vậy hội viên buổi sáng có thể ghé qua và sử dụng các thiết bị trên đường đi làm của họ? Đúng vậy ạ. Loại buổi sáng sớm rất phổ biến với những người có công việc làm từ 9 đến 5 giờ. Và chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên chỉ dành cho phòng tập thể dục hoặc chỉ dành cho bể bơi nếu anh chỉ muốn sử dụng một trong số đó. Tôi muốn sử dụng cả phòng tập thể dục và bể bơi. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng phòng tập thể dục vào buổi sáng sớm trước khi đi làm vào ngày thường và sử dụng bể bơi vào cuối tuần. Chị có thể loại hội viên bao gồm kiểu như là buổi sáng sớm cho ngày thường, nhưng cả ngày cho cuối tuần không? Chúng tôi rất xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không cung cấp loại thẻ hội viên như vậy. Ok. Tôi không nghĩ là mình có thể dậy sớm vào cuối tuần được nên tôi sẽ chọn loại thẻ hội viên này. Anh ấy sẽ chọn tư cách hội viên nào? Một người đàn ông chuẩn bị tham gia câu lạc bộ thể thao và đang nhận thông tin về các điều khoản của câu lạc bộ. Anh ấy sẽ chọn tư cách hội viên nào? Xin hãy để tôi bắt đầu bằng việc giải thích về các loại thẻ hội viên khác nhau của câu lạc bộ chúng tôi, như đã đề cập trong tài liệu quảng cáo này. Hội viên thường xuyên có thể sử dụng phòng tập thể dục và bể bơi vào bất cứ thời gian nào của bất cứ ngày nào trong tuần. Nhưng chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên buổi sáng sớm, cho phép mọi người có thể sử dụng các trang thiết bị chỉ vào buổi sáng sớm và tư cách hội viên buổi tối
cho những người chỉ muốn đến vào buổi tối. Thời gian cho các hội viên tham gia buổi sáng sớm là lúc nào? Các hội viên tham gia buổi sáng sớm có thể sử dụng trang thiết bị từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Và hội viên buổi tối có thể sử dụng từ 6 giờ tối cho đến 11 giờ tối. Tôi hiểu rồi. Vậy hội viên buổi sáng có thể ghé qua và sử dụng các thiết bị trên đường đi làm của họ. Đúng vậy ạ. Loại buổi sáng sớm rất phổ biến với những người có công việc làm từ 9 đến 5 giờ. Và chúng tôi cũng cung cấp tư cách hội viên chỉ dành cho phòng tập thể dục hoặc chỉ dành cho bể bơi nếu anh chỉ muốn sử dụng một trong số đó. Tôi muốn sử dụng cả phòng tập thể dục và bể bơi. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng phòng tập thể dục vào buổi sáng sớm trước khi đi làm vào ngày thường và sử dụng bể bơi vào cuối tuần. Chị có thể loại hội viên bao gồm kiểu như là buổi sáng sớm cho ngày thường, nhưng cả ngày cho cuối tuần không? Chúng tôi rất xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không cung cấp loại thẻ hội viên như vậy. Ok, tôi không nghĩ là mình có thể dậy sớm vào cuối tuần được nên tôi sẽ chọn loại thẻ hội viên này. Một người phụ nữ đang nói chuyện về tài liệu quảng cáo cho sản phẩm mới với một người đàn ông làm cho một công ty chuyên nhận in ấn. Hạn cuối cho bản thiết kế nháp đầu tiên cho tài liệu quảng cáo sản phẩm là khi nào? Chúng tôi đã quyết định bắt đầu quảng bá sản phẩm mới vào ngày 15 tháng 10 và chúng tôi muốn đề nghị anh ký hợp đồng để làm tài liệu quảng cáo sản phẩm. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi có thể giúp chị làm dự án này. Vậy chị có thể cho chúng tôi biết một chút về kế hoạch làm việc được không? Khi nào thì chị cần mọi thứ? Vâng. Xem xét thời gian cần thiết cho việc in ấn thì chúng tôi muốn có tài liệu quảng cáo cho giai đoạn in ấn vào cuối tháng 9. Vậy liệu anh có thể gửi cho chúng tôi một bản thiết kế nháp đầu tiên vào giữa tháng 8 được không? Vâng. Chúng tôi muốn gửi đến chị 3 lựa chọn cho mẫu thiết kế nháp ban đầu và sau đó chị chọn một thiết kế phù hợp nhất với ý tưởng của mình. Rồi tiếp theo, chúng tôi sẽ làm bản thiết kế cuối cùng dựa trên lựa chọn của chị. Vậy sẽ rất hữu ích nếu chị có thể cho chúng tôi thêm 2 tuần để chuẩn bị cho khâu này. Ok. Có thể một tháng sẽ đủ để chọn ra một mẫu trong số các thiết kế anh đã làm, rồi quyết định bản thiết kế cuối cùng. Được, chúng tôi trông đợi vào anh. Chị giao cho đúng người rồi. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi là tốt nhất đấy. Cảm ơn chị rất nhiều. Hạn cuối cho bản thiết kế nháp đầu tiên cho tài liệu quảng cáo sản phẩm là khi nào? Một người phụ nữ đang nói chuyện về tài liệu quảng cáo cho sản phẩm mới với một người đàn ông làm cho một công ty chuyên nhận in ấn. Hạn cuối cho bản thiết kế nháp đầu tiên cho tài liệu quảng cáo sản phẩm là khi nào? Chúng tôi đã quyết định bắt đầu quảng bá sản phẩm mới vào ngày 15 tháng 10 và chúng tôi muốn đề nghị anh ký hợp đồng để làm tài liệu quảng cáo sản phẩm. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi có thể giúp chị làm dự án này. Vậy chị có thể cho chúng tôi biết một chút về kế hoạch làm việc được không? Khi nào thì chị cần mọi thứ? Vâng. Xem xét thời gian cần thiết cho việc in ấn thì chúng tôi muốn có tài liệu quảng cáo cho giai đoạn in ấn vào cuối tháng 9. Vậy liệu anh có thể gửi cho chúng tôi một bản thiết kế nháp đầu tiên vào giữa tháng 8 được không? Vâng. Chúng tôi muốn gửi đến chị 3 lựa chọn cho mẫu thiết kế nháp ban đầu và sau đó chị chọn một thiết kế phù hợp nhất với ý tưởng của mình. Rồi tiếp theo, chúng tôi sẽ làm bản thiết kế cuối cùng dựa trên lựa chọn của chị. Vậy sẽ rất hữu ích nếu chị có thể cho chúng tôi thêm 2 tuần để chuẩn bị cho khâu này. Ok. Có thể một tháng sẽ đủ để chọn ra một mẫu trong số các thiết kế anh đã làm, rồi quyết định bản thiết kế cuối cùng. Được, chúng tôi trông đợi vào anh. Chị giao cho đúng người rồi. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi là tốt nhất đấy. Cảm ơn chị rất nhiều. Một người phụ nữ đang gọi điện thoại để đặt vé xem kịch. Cô ấy đã lấy 2 ghế nào? Xin chào, đây là nhà hát kịch tuổi trẻ. Tôi có thể giúp gì được chị ạ? Tôi muốn đặt 2 vé cho vở King Lear vào 5 rưỡi tối nay. Anh vẫn còn ghế trống chứ? Chúng tôi còn vài ghế trống, nhưng tôi xin lỗi, chúng tôi không còn ghế ngồi liền nhau. Nếu chị không phiền, chúng tôi có 2 ghế rời cho chị. Ok, không sao cả. Chị có yêu cầu đặc biệt nào không ạ? Vâng, anh có ghế cạnh lối đi không? Có, chúng tôi có một ghế cạnh lối đi tại bên cánh trái của khu giữa và bên phải nó cách 3 ghế chúng tôi có một ghế trống nữa. Bên cánh à? Ok, vậy làm ơn đặt ghế cạnh lối đi đó. Vâng,
Còn cái khác thì thế nào ạ? Anh có ghế nào gần khu giữa không? Các ghế khu giữa duy nhất chúng tôi còn nằm từ hàng 1 tới hàng 3. Tôi không muốn ngồi gần sát với sân khấu nên... Khán phòng này tương đối nhỏ. Tôi nghĩ chị vẫn có thể thưởng thức vở kịch ngay cả khi ngồi hàng cuối cùng phía bên cánh. Vậy ạ? Vậy tôi sẽ lấy ghế nằm phía bên trái mà anh vừa nói đến. Cô ấy đã lấy 2 ghế nào? Một người phụ nữ đang gọi điện thoại để đặt vé xem kịch. Cô ấy đã lấy 2 ghế nào? Xin chào, đây là nhà hát kịch tuổi trẻ. Tôi có thể giúp gì được chị ạ? Tôi muốn đặt 2 vé cho vở Kinh Lear vào 5:30 tối nay. Anh vẫn còn ghế trống chứ? Chúng tôi còn vài ghế trống, nhưng tôi xin lỗi, chúng tôi không còn ghế ngồi liền nhau. Nếu chị không phiền, chúng tôi có 2 ghế rời cho chị. Ok, không sao cả. Chị có yêu cầu đặc biệt nào không ạ? Vâng, anh có ghế cạnh lối đi không? Có, chúng tôi có một ghế cạnh lối đi tại bên cánh trái của khu giữa, và bên phải nó cách 3 ghế, chúng tôi có một ghế trống nữa. Bên cánh à? Ok, vậy làm ơn đặt ghế cạnh lối đi đó. Vâng, còn cái khác thì thế nào ạ? Anh có ghế nào gần khu giữa không? Các ghế khu giữa duy nhất chúng tôi còn nằm từ hàng 1 tới hàng 3. Tôi không muốn ngồi gần sát với sân khấu nên... Khán phòng này tương đối nhỏ. Tôi nghĩ chị vẫn có thể thưởng thức vở kịch ngay cả khi ngồi hàng cuối cùng phía bên cánh. Vậy ạ? Vậy tôi sẽ lấy ghế nằm phía bên trái mà anh vừa nói đến. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về việc chuẩn bị cho bài thuyết trình mà họ sẽ làm vào ngày mai tại văn phòng của họ. Người phụ nữ sẽ kiểm tra điều gì sau khi cuộc hội thoại kết thúc? Ok, tôi nghĩ chúng ta gần như đã sẵn sàng cho buổi thuyết trình ngày mai. Chỉ còn một vài điều nữa thôi. Buổi họp sẽ bắt đầu vào đúng 9 giờ. Vậy chị có thể kiểm tra phòng họp lại lần nữa vào ngày hôm nay không? Được, tôi đã kiểm tra căn phòng rồi. Ok, tuyệt. Chị đã kiểm tra chắc chắn xem máy chiếu có hoạt động ổn không chưa? Ồ, tôi đã định kiểm tra máy chiếu vào sáng mai khi tôi có máy tính xách tay của tôi. Không được, chúng ta phải kiểm tra nó ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không có thời gian xử lý nó vào sáng mai nếu có vấn đề gì xảy ra đâu. Vậy nên chị phải chắc chắn kiểm tra máy chiếu đó ngày hôm nay. Đó là điều quan trọng nhất đấy. Ok. Tôi sẽ làm. Và chị đã photo những tài liệu để phát chưa? Chị Mai đang làm bây giờ rồi. Để xem nào. Còn gì nữa không nhỉ? Ồ, chị đã kiểm tra bảng trắng chưa? Tôi kiểm tra rồi. Thỉnh thoảng bút không còn đủ mực đâu. Chị đã kiểm tra chúng chưa? Chưa, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó sau. Vâng, chị hãy làm điều đó trong ngày hôm nay nhé. Người phụ nữ sẽ kiểm tra điều gì sau khi cuộc hội thoại kết thúc? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về việc chuẩn bị cho bài thuyết trình mà họ sẽ làm vào ngày mai tại văn phòng của họ. Người phụ nữ sẽ kiểm tra điều gì sau khi cuộc hội thoại kết thúc? Ok, tôi nghĩ chúng ta gần như đã sẵn sàng cho buổi thuyết trình ngày mai. Chỉ còn một vài điều nữa thôi. Buổi họp sẽ bắt đầu vào đúng 9 giờ. Vậy chị có thể kiểm tra phòng họp lại lần nữa vào ngày hôm nay không? Được, tôi đã kiểm tra căn phòng rồi. Ok, tuyệt. Chị đã kiểm tra chắc chắn xem máy chiếu có hoạt động ổn không chưa? Ồ, tôi đã định kiểm tra máy chiếu vào sáng mai khi tôi có máy tính xách tay của tôi. Không được, chúng ta phải kiểm tra nó ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không có thời gian xử lý nó vào sáng mai nếu có vấn đề gì xảy ra đâu. Vậy nên chị phải chắc chắn kiểm tra máy chiếu đó ngày hôm nay. Đó là điều quan trọng nhất đấy. Ok. Tôi sẽ làm. Và chị đã photo những tài liệu để phát chưa? Chị Mai đang làm bây giờ rồi. Để xem nào. Còn gì nữa không nhỉ? Ồ, chị đã kiểm tra bảng trắng chưa? Tôi kiểm tra rồi. Thỉnh thoảng bút không còn đủ mực đâu. Chị đã kiểm tra chúng chưa? Chưa, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó sau. Vâng, chị hãy làm điều đó trong ngày hôm nay nhé. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Xin chào các bạn, tôi là Linh. Hello everyone, my name is Linh and welcome back to Vietnamese Top Words. Today we're talking about 10 phrases you always want to hear. Let's start! Hôm nay,
Trông bạn thật tuyệt. You look great today. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. You look great today. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. Hôm nay trông bạn thật tuyệt. So if you want to give compliments to someone that you just met, or someone you like, or someone you're into, or someone you just simply want to have a further conversation with them, you can say, hôm nay trông bạn thật tuyệt. Or, hôm nay trông bạn rất xinh. Hôm nay trông bạn rất đẹp. You look pretty today, or you look good today. Tôi nhớ bạn. I miss you. Tôi nhớ bạn. Tôi nhớ bạn. I miss you. Tôi nhớ bạn. Tôi nhớ bạn. Okay, this one is one of my favorite things because if someone tells you this one, that means you are always in their mind. And if you say this one in common, I mean between friends, you can simply say tôi nhớ bạn. Tôi nhớ bạn. But if you are a woman and you are talking with a man older than you, then you can say em nhớ anh. Em nhớ anh. And also, if you are a man and you are talking with a woman younger than you, then you must say anh nhớ em. Anh nhớ em. I know it's confused, right? But you get used to it because you can say it quite often, or this one is very common. So don't forget to say tôi nhớ bạn. Em nhớ anh. Anh nhớ em. Bạn đã làm rất tốt. You did a great job. Bạn đã làm rất tốt. Bạn đã làm rất tốt. You did a great job. Bạn đã làm rất tốt. Okay, this one is when you want to give compliments to someone or something that someone have done very well before. You can say bạn đã làm rất tốt. Bạn đã làm rất tốt trong lớp học. You did a great job in the class. Or bạn đã làm rất tốt ngày hôm qua. You did a great job yesterday. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. There'll be a bonus at the end of the month. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. There will be a bonus at the end of the month. I think everybody wants to hear this one all the time, not only at the end of the month. So if you want to inform your colleagues or your friends working in the same company, you can say, sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Actually, this way sounds a bit formal. And if you want to talk with a friend, close friend, you can just simply say, cuối tháng này có thưởng. Cuối tháng này có thưởng đấy. Sẽ có một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Yay! Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. You are an excellent cook. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. You are an excellent cook. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. So if someone invites you for the first time to come to their house for lunch or for dinner, you should say bạn là một đầu bếp tuyệt vời after the lunch or after the meal. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. But time to time when you're getting closer and you are no longer a stranger or something like that, so you can say, bạn nấu rất ngon, you cook very well. Bạn nấu rất ngon. I want to say this one for mom all the time. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời. Mom is an excellent cook. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời. So you can put the subject before mẹ or bạn. Bạn là một đầu bếp tuyệt vời. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời. You are an excellent cook. Mom is an excellent cook. Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Take a break, I'll do the cleaning today. Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Take a break, I'll do the cleaning today. So if you want to say to your roommate or someone you share the house or someone you live with that please take a break, I will do the cleaning today. You can say, hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ dọn nhà hôm nay. Or a different way, hãy nghỉ ngơi. Để tôi dọn nhà cho. Please take a break. Let me do the cleaning. Và bạn giành chiến thắng. And you win. Và bạn giành chiến thắng. Và bạn giành chiến thắng. And you win. Và bạn giành chiến thắng. Và bạn giành chiến thắng. If you want to celebrate someone just won something or someone is a winner of the competition, you can say, và bạn giành chiến thắng, and you win. Or you can say,
Bạn là người chiến thắng. You are the winner. Bạn là người chiến thắng. Và bạn giành chiến thắng. Congratulations. Bạn đã đúng. You are right. Bạn đã đúng. Bạn đã đúng. You were right. I know this one is not easy to say all the time because somehow you find out that you are wrong and your friend is right and you want to protect the friendship or the relationship. So you better say, bạn đã đúng, you were right. Or you can say, bạn đã đúng, tôi sai rồi, you were right, I'm wrong. Bạn đã đúng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, you were right, I'm wrong, I'm sorry. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. I brought you something special. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. I brought you something special. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. So if you bring something special for someone special to you and you want to surprise them, you can say I brought you something special. Tôi đã mang một thứ đặc biệt đến cho bạn. And you can say straight away. Tôi có cái này dành cho bạn. I have something for you. Tôi có cái này dành cho bạn. I have something for you. Or tôi có quà cho bạn này. I have a gift for you. Tôi có quà cho bạn này. I have a gift for you. Hôm nay là thứ sáu. It's Friday today. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu. It's Friday today. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu. It's Friday today. Yay! It's Friday today and you don't have to work tomorrow and you have day off tomorrow, then you will say with your friend, hôm nay là thứ sáu, đi chơi thôi, it's Friday today, let's hang out. Hôm nay là thứ sáu, đi uống thôi, it's Friday today, let's party. Or it's Friday today, let's drink together. So you can say with your friends, hôm nay là thứ sáu, hôm nay tôi mời, it's Friday today, it's my treat for you today. Or hôm nay là thứ sáu, để tôi trả tiền, it's Friday today, I will pay for you today. Okay, we just had 10 phrases you always want to hear and I hope you enjoy it. If you have any question, please feel free to leave the comment below. And please don't forget, like the video, subscribe the channel and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much and I am Linh. See you later. Tạm biệt. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang chọn khách sạn. Họ sẽ chọn khách sạn nào? Mình phải quyết định khách sạn cho chuyến đi của mình vào tháng tới. Ok, mình cùng xem trên Internet nhé. Khách sạn Ocean thì gần bãi biển. Ở đây họ có ghi $120 một đêm một người, bao gồm luôn bữa sáng buffet anh ạ. Thế còn khách sạn Pai thì sao? Nó là $80 một đêm. Anh không muốn lãng phí quá nhiều vào chỗ ở. Nhưng khách sạn Pai xa bãi biển và khu vực trung tâm, và họ còn ghi khách hàng phải trả tiền mạng Wi-Fi. Thế khách sạn Sunrise thì sao em? Bình thường nó tốn $140 một đêm. Nhưng bây giờ họ đang chạy chương trình khuyến mãi, nên mình có thể ở một đêm với giá $90 thôi. Nó nằm giữa bãi biển và khu vực trung tâm. Thêm nữa là nó có Wi-Fi miễn phí. Nghe có vẻ được đấy anh ạ. Khoan đã, ở đây ghi chương trình này chỉ dành cho tuần tới thôi. Ồ, anh đã không nhìn thấy thông tin đó. Vậy thì chỗ này thế nào anh? Khách sạn Royal ấy. Nó nằm ở vị trí chính giữa khu trung tâm và chỉ tốn $100 một đêm. Phòng nhìn không đẹp lắm nhưng họ có Wi-Fi miễn phí. Ok, mình đặt khách sạn này đi. Ôi, nó đã bị đặt kín rồi. Trời ạ, vậy em nghĩ cái đầu tiên là tốt nhất đấy. Nó có đầy không? May quá, nó không đầy em ạ. Họ sẽ chọn khách sạn nào? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang chọn khách sạn. Họ sẽ chọn khách sạn nào? Mình phải quyết định khách sạn cho chuyến đi của mình vào tháng tới. Ok, mình cùng xem trên Internet nhé. Khách sạn Ocean thì gần bãi biển. Ở đây họ có ghi $120 một đêm một người, bao gồm luôn bữa sáng buffet anh ạ. Thế còn khách sạn Pai thì sao? Nó là $80 một đêm.
anh không muốn lãng phí quá nhiều vào chỗ ở. Nhưng khách sạn Pai xa bãi biển và khu vực trung tâm, và họ còn ghi khách hàng phải trả tiền mạng Wi-Fi. Thế khách sạn Sunrise thì sao em? Bình thường nó tốn 140 đô la một đêm, nhưng bây giờ họ đang chạy chương trình khuyến mãi, nên mình có thể ở một đêm với giá 90 đô la thôi. Nó nằm giữa bãi biển và khu vực trung tâm. Thêm nữa là nó có Wi-Fi miễn phí. Nghe có vẻ được đấy anh ạ. Khoan đã, ở đây ghi chương trình này chỉ dành cho tuần tới thôi. Ồ, anh đã không nhìn thấy thông tin đó. Vậy thì chỗ này thế nào anh? Khách sạn Royal ấy. Nó nằm ở vị trí chính giữa khu trung tâm và chỉ tốn 100 đô la một đêm. Phòng nhìn không đẹp lắm nhưng họ có Wi-Fi miễn phí. Ok, mình đặt khách sạn này đi. Ôi, nó đã bị đặt kín rồi. Trời ạ, vậy em nghĩ cái đầu tiên là tốt nhất đấy. Nó có đầy không? May quá, nó không đầy em ạ. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói về sơ đồ bố trí phòng họp. Họ sẽ sắp xếp những cái bàn như thế nào? Nào, chúng ta cùng sắp xếp bàn cho buổi họp ngày mai. Được thôi, chúng ta có nên đặt tất cả các bàn ở giữa phòng để mọi người ngồi vòng quanh và đối diện với nhau không? Không, sẽ có một cuộc họp nhóm trước nên mình hãy tách các bàn ra thành 4 khu nhé. 4 người sẽ được đặt ngồi vào mỗi nhóm. Ok, và tôi sẽ để vài tập giấy ghi chú và bút trên mỗi bàn. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ có một đoạn giải thích ngắn dùng đến máy chiếu trước khi bắt đầu cuộc họp, nên mình cần một chiếc máy chiếu ở đây. Được rồi, chúng ta cũng sẽ sử dụng bảng trắng phải không? Nếu tôi để bảng trắng cạnh màn hình thì có được không? Chị thấy thế nào nếu đặt bảng trắng ở phía đối diện màn hình? Mình hãy đặt nó ở phía cuối phòng. Tôi hiểu rồi. Và hãy nhớ mang trả lại tất cả mọi thứ về vị trí cũ sau buổi họp. Đặt hai cái bàn cạnh nhau và xếp chúng thành 4 hàng. Họ sẽ sắp xếp những cái bàn như thế nào? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói về sơ đồ bố trí phòng họp. Họ sẽ sắp xếp những cái bàn như thế nào? Nào, chúng ta cùng sắp xếp bàn cho buổi họp ngày mai. Được thôi, chúng ta có nên đặt tất cả các bàn ở giữa phòng để mọi người ngồi vòng quanh và đối diện với nhau không? Không, sẽ có một cuộc họp nhóm trước nên mình hãy tách các bàn ra thành 4 khu nhé. 4 người sẽ được đặt ngồi vào mỗi nhóm. Ok, và tôi sẽ để vài tập giấy ghi chú và bút trên mỗi bàn. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ có một đoạn giải thích ngắn dùng đến máy chiếu trước khi bắt đầu cuộc họp, nên mình cần một chiếc máy chiếu ở đây. Được rồi. Chúng ta cũng sẽ sử dụng bảng trắng phải không? Nếu tôi để bảng trắng cạnh màn hình thì có được không? Chị thấy thế nào nếu đặt bảng trắng ở phía đối diện màn hình? Mình hãy đặt nó ở phía cuối phòng. Tôi hiểu rồi. Và hãy nhớ mang trả lại tất cả mọi thứ về vị trí cũ sau buổi họp. Đặt hai cái bàn cạnh nhau và xếp chúng thành 4 hàng. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về dụng cụ văn phòng. Người đàn ông sẽ đặt cái gì? Em cần phải kiểm tra kho dự trữ dụng cụ văn phòng và đặt những món mà chúng ta cần một lần một tháng. Nào, lần này chị em mình cùng kiểm tra với bảng liệt kê những mục cần kiểm tra này nhé. Em cảm ơn chị. Vậy mình hãy cùng nhau bắt đầu từ giấy. Có vẻ như chỉ còn mỗi một thùng thôi. Chúng ta dùng rất nhiều giấy mỗi ngày, nên hãy đặt thêm 2 thùng. Ok, máy in hết mực in màu rồi. Chúng ta có nên đặt không ạ? Không vấn đề gì đâu, vì mình không in màu các tài liệu. Ồ, thế ạ. Vâng, có vẻ như là số bút dạ dành cho bảng trắng sắp hết mực chị ạ. Ừ, mấy cái này cần phải được thay thế. Chúng ta có khuyến mại, nếu đặt một vỉ gồm 5 bút dạ nên em hãy đặt đi. Vâng, và mình có thể đặt một con chuột vi tính cùng luôn được không ạ? Con chuột của em phản ứng rất chậm. Chị nghĩ bởi vì sắp hết pin đấy. Mình kiểm tra hàng dự trữ pin xem và hãy đặt thêm nếu mình không còn nhiều. Chắc chắn rồi ạ. Dạ, mình có 3 thỏi pin ở đây.
Em có thể lấy 2 thỏi cho con chuột của em, nhưng nhớ mua 1 hộp có 6 thỏi pin để thay thế nhé. Người đàn ông sẽ đặt cái gì? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về dụng cụ văn phòng. Người đàn ông sẽ đặt cái gì? Em cần phải kiểm tra kho dự trữ dụng cụ văn phòng và đặt những món mà chúng ta cần một lần một tháng. Nào, lần này chị em mình cùng kiểm tra với bảng liệt kê những mục cần kiểm tra này nhé. Em cảm ơn chị. Vậy mình hãy cùng nhau bắt đầu từ giấy. Có vẻ như chỉ còn mỗi một thùng thôi. Chúng ta dùng rất nhiều giấy mỗi ngày, nên hãy đặt thêm 2 thùng. Ok, máy in hết mực in màu rồi. Chúng ta có nên đặt không ạ? Không vấn đề gì đâu, vì mình không in màu các tài liệu. Ồ, thế ạ. Vâng, có vẻ như là số bút dạ dành cho bảng trắng sắp hết mực chị ạ. Ừ, mấy cái này cần phải được thay thế. Chúng ta có khuyến mại. Nếu đặt một vỉ gồm 5 bút dạ nên em hãy đặt đi. Vâng. À, và mình có thể đặt một con chuột vi tính cùng luôn được không ạ? Con chuột của em phản ứng rất chậm. Chị nghĩ bởi vì sắp hết pin đấy. Mình kiểm tra hàng dự trữ pin xem và hãy đặt thêm nếu mình không còn nhiều. Chắc chắn rồi ạ. Dạ, mình có 3 thỏi pin ở đây. Em có thể lấy 2 thỏi cho con chuột của em, nhưng nhớ mua 1 hộp có 6 thỏi pin để thay thế nhé. Một người phụ nữ đang hỏi người đàn ông trong trung tâm du khách cách đi đến sân bay. Cô ấy sẽ đi đâu tiếp theo? Xin hỏi, tôi muốn đi đến sân bay, anh có thể nói cho tôi làm thế nào đến đấy được không? Được ạ. Có một vài cách để đến đó. Nếu chị dùng xe buýt số 1 thì sẽ tốn khoảng 1 tiếng rưỡi để đến sân bay, nhưng lệ phí sẽ là rẻ nhất. Nếu chị sử dụng xe buýt số 2 thì sẽ mất khoảng 50 phút bởi vì nó là xe buýt đi không dừng, nhưng nó rời bến mỗi tiếng một lần, nó hơi đắt hơn một chút. Tôi hiểu rồi, thế còn taxi? Vâng, có một trạm taxi ở trước trung tâm du khách và sẽ mất khoảng 1 tiếng. Nhưng nó sẽ đắt hơn xe buýt rất nhiều bởi vì họ đi đường cao tốc và họ tính phí thêm cho hành lý cồng kềnh nữa ạ. Ồ, tôi đã không tính đến điều đó. Nó quá đắt với tôi. Nhân tiện, chị đã mua thứ gì tại khu trung tâm mua sắm khi ở đây chưa? Họ cung cấp dịch vụ xe con thoi miễn phí từ trung tâm mua sắm đến sân bay cho những khách hàng đã mua sắm tại đây đấy ạ. Wow, tôi đã không biết điều đó. Tôi chưa mua gì cả nhưng đường nào tôi cũng định mua quà lưu niệm. Vậy thì chị có thể sử dụng dịch vụ đó đấy. Cô ấy sẽ đi đâu tiếp theo? Một người phụ nữ đang hỏi người đàn ông trong trung tâm du khách cách đi đến sân bay. Cô ấy sẽ đi đâu tiếp theo? Xin hỏi, tôi muốn đi đến sân bay, anh có thể nói cho tôi làm thế nào đến đấy được không? Được ạ, có một vài cách để đến đó. Nếu chị dùng xe buýt số 1 thì sẽ tốn khoảng 1 tiếng rưỡi để đến sân bay, nhưng lệ phí sẽ là rẻ nhất. Nếu chị sử dụng xe buýt số 2 thì sẽ mất khoảng 50 phút bởi vì nó là xe buýt đi không dừng, nhưng nó rời bến mỗi tiếng một lần, nó hơi đắt hơn một chút. Tôi hiểu rồi, thế còn taxi? Vâng, có một trạm taxi ở trước trung tâm du khách và sẽ mất khoảng 1 tiếng. Nhưng nó sẽ đắt hơn xe buýt rất nhiều bởi vì họ đi đường cao tốc và họ tính phí thêm cho hành lý cồng kềnh nữa ạ. Ồ, tôi đã không tính đến điều đó. Nó quá đắt với tôi. Nhân tiện, chị đã mua thứ gì tại khu trung tâm mua sắm khi ở đây chưa? Họ cung cấp dịch vụ xe con thoi miễn phí từ trung tâm mua sắm đến sân bay cho những khách hàng đã mua sắm tại đây đấy ạ. Wow, tôi đã không biết điều đó. Tôi chưa mua gì cả nhưng đường nào tôi cũng định mua quà lưu niệm. Vậy thì chị có thể sử dụng dịch vụ đó đấy. Một người phụ nữ và một nhà cung cấp đang nói chuyện trên điện thoại. Người phụ nữ sẽ được cái gì đầu tiên? Tôi cần anh làm và giao thêm áo len đúng thời điểm cho việc bán hàng tháng tới.
Ok, chị cần những gì? Chúng tôi cần 1.000 chiếc áo len đỏ nhỏ và 400 chiếc áo len đỏ cỡ trung. Và chúng tôi cũng cần 600 chiếc áo len xanh lá nhỏ và 200 chiếc áo len xanh lá cỡ trung vào khoảng cuối tháng này. Áo len đỏ và xanh. Thực ra chúng tôi đang hết sợi len xanh lá và chúng tôi phải lấy từ những nhà cung cấp khác. Chúng tôi sẽ làm áo len đỏ trước. Không, không, không được. Chúng tôi phải giao áo len đỏ và áo len xanh cùng nhau. Vậy nên anh hãy làm nhiều áo xanh nhất có thể giúp tôi. Được. Tôi nghĩ là chúng tôi có thể làm 200 chiếc áo len xanh hiện giờ. Chị cần cỡ nào trước? Chúng tôi cần áo nhỏ trước. Tôi xin lỗi vì thông báo gấp, nhưng chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của các anh. Được rồi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Chúng tôi sẽ giao số áo len xanh lá đó và tất cả áo len đỏ. Người phụ nữ sẽ được cái gì đầu tiên? Một người phụ nữ và một nhà cung cấp đang nói chuyện trên điện thoại. Người phụ nữ sẽ được cái gì đầu tiên? Tôi cần anh làm và giao thêm áo len đúng thời điểm cho việc bán hàng tháng tới. Ok, chị cần những gì? Chúng tôi cần 1.000 chiếc áo len đỏ nhỏ và 400 chiếc áo len đỏ cỡ trung. Và chúng tôi cũng cần 600 chiếc áo len xanh lá nhỏ và 200 chiếc áo len xanh lá cỡ trung vào khoảng cuối tháng này. Áo len đỏ và xanh. Thực ra chúng tôi đang hết sợi len xanh lá và chúng tôi phải lấy từ những nhà cung cấp khác. Chúng tôi sẽ làm áo len đỏ trước. Không, không, không được. Chúng tôi phải giao áo len đỏ và áo len xanh cùng nhau. Vậy nên anh hãy làm nhiều áo xanh nhất có thể giúp tôi. Được. Tôi nghĩ là chúng tôi có thể làm 200 chiếc áo len xanh hiện giờ. Chị cần cỡ nào trước? Chúng tôi cần áo nhỏ trước. Tôi xin lỗi vì thông báo gấp, nhưng chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của các anh. Được rồi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Chúng tôi sẽ giao số áo len xanh lá đó và tất cả áo len đỏ. Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại. Hello everyone, this is Linh and welcome back to Vietnamese Talk Words. Today our topic is going to be 10 hardest words to pronounce and let's go! Đường. Sugar. Đường. Đường. For example, cho tôi một ly cà phê không đường. Can I have a coffee without sugar, please? Also, đường means on my way or on the road. For example, tôi đang ở trên đường. I'm on my way. Ở trên đường. On the road or on my way. Tôi đang ở trên đường. Đường. Giây. Second. Giây. Second. Giây. For example, chờ tôi mấy giây. Just a moment, please. Chờ tôi mấy giây. This sound is not like J or G sound in English, but is similar with Z sound. Giây, Z. So you try and practice giây. And actually, there is another word pronounced similar like sợi giây, the rope. Sợi giây. So giây is second. And sợi giây is the rope. Khách, guest. Khách is guest. For example, cô ấy là khách của tôi. She is my guest. So in Vietnamese, you can also use khách for a client, guest, or customers. They are all khách. For example, cô ấy là khách của tôi. She is my guest. Or ông ấy là khách hàng của tôi. He is my customer. Khách. Khách, you have to go up a little bit, just like up, when you say up. So it's going to be up. Khách. Khách. Kính. Eyeglasses. Kính. Kính is sunglasses, and in Vietnamese, the consonant K and C pronounce exactly the same. For example, kính cận. Kính cận is K and C, but actually pronounced similar. You can use in sentence like tôi phải đeo kính cận từ nhỏ. I have to wear eyeglasses since I was very small. Tôi phải đeo kính cận từ nhỏ. Or tôi để quên kính ở nhà rồi. I forgot my eyeglasses at home. Tôi để quên kính cận ở nhà rồi. Kính. Kính cận. Quyển sách. Book. Quyển sách.
Quyển sách is a book, and I know it's really hard for foreigners to practice this one because it's two sounds together, and two really hard sounds actually. Quyển sách. But if you practice like the same accent or same tone, for example, the word quyển vở is a notebook, quyển vở, and then you change to quyển sách, maybe it's gonna be better. Quyển sách, for example, đây là quyển sách của cô ấy. This is her book. Đây là quyển sách của cô ấy. This is her book. Or đây là quyển vở của cô ấy. This is her notebook. Đây là quyển vở của cô ấy. This is her notebook. Thủy thủ. Sailor. Thủy thủ is sailor. I know this one is really difficult for you to practice because these are two different words but same tone, right? So the key is you better bend your voice a little bit, just like quyển vở, just like the word quyển vở. Thủy thủ, for example, in sentence, tàu này có 10 thủy thủ. This boat has 10 sailors. Tàu này có 10 thủy thủ. Or tôi muốn trở thành thủy thủ. I want to be a sailor. Tôi muốn trở thành thủy thủ. So, thủy thủ. Same tone, don't forget. Châu. Buffalo. Châu. Châu is buffalo. In sentence, ở nông thôn có rất nhiều châu. There are many buffaloes in the countryside. Or something else. Con châu là biểu tượng của nông thôn Việt Nam. The buffalo is a symbol of Vietnamese rural. Đọc. To read. Đọc. Đọc is to read. You remember this word had a similar rhyme with the word ngọc. Jade. Ngọc. And this one is đọc. So you have to pronounce very clear and very strong. Đọc. In sentence, I'd like to read a book in my leisure time. Tôi thích đọc sách vào thời gian rảnh. Different one. Chúng ta nên đọc sách mỗi tuần. We should read a book every week. Chúng ta nên đọc sách mỗi tuần. Kiến. Ant. Kiến. Kiến is ant. And the rhyme of the word kiến is made from the letters E, A, N. And when you go faster, it's going to be like this. E, N, E, N, E, N, E, N. Kiến. Kiến, that's how you practice. Kiến. For example, kiến thích đồ ngọt. Ants like sweet stuff. Kiến thích đồ ngọt. So try kiến. Nhanh. Fast. Nhanh. Nhanh is fast. For example, anh ấy chạy rất nhanh. He runs very fast. Or quá nhanh, quá nguy hiểm. Too fast, too furious. Quá nhanh, quá nguy hiểm. So, nhanh. Okay, that's all for today. 10 hardest words to pronounce, and maybe next time is going to be 10 easiest words to pronounce for you to practice more Vietnamese. I hope you enjoyed today's video, and if you have any question or recommendation for the next topic, please let me know in the comment below. And don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. I'm Linh, and thank you so much for watching the video, and see you soon! Cặp vợ chồng đang xem vài sơ đồ mặt bằng. Họ sẽ xem nhà nào? Căn này thì thế nào hả anh? Nó có phòng khách rộng và đẹp. Anh thích phòng khách to nhưng anh muốn có chỗ để xe. Để em xem nào. Căn này thì sao anh? Yeah, đẹp đấy. Mình sẽ đến xem căn này chứ. Khoan đã. Tủ quần áo hơi nhỏ anh nhỉ? Đúng rồi. Đó có vẻ là cái chưa hoàn hảo. Chờ đã, căn này thì sao em? Nó có tất cả mọi thứ mình cần phải không anh? Và tủ quần áo cũng khá lớn nữa. Mình đi xem căn này đi. Được. Họ sẽ xem nhà nào? Cặp vợ chồng đang xem vài sơ đồ mặt bằng. Họ sẽ xem nhà nào? Căn này thì thế nào hả anh? Nó có phòng khách rộng và đẹp. Anh thích phòng khách to nhưng anh muốn có chỗ để xe. Để em xem nào. Căn này thì sao anh? Yeah, đẹp đấy. Mình sẽ đến xem căn này chứ. Khoan đã.
Tủ quần áo hơi nhỏ anh nhỉ? Đúng rồi. Đó có vẻ là cái chưa hoàn hảo. Chờ đã, căn này thì sao em? Nó có tất cả mọi thứ mình cần phải không anh? Và tủ quần áo cũng khá lớn nữa. Mình đi xem căn này đi. Được. Một người đàn ông đang đặt phòng tại một khách sạn. Anh ấy sẽ ở phòng nào? Khách sạn Seaside xin nghe. Tôi có thể giúp gì được quý khách ạ? Xin chào, tôi muốn ở một đêm vào ngày 22 tháng 9. Được ạ. Một đêm ngày 22 tháng 9. Quý khách có mấy người ạ? 2 người. Quý khách muốn phòng hút thuốc hay không hút thuốc ạ? Không hút thuốc. Phòng không hút thuốc duy nhất trống vào ngày hôm đó là phòng nhìn ra núi. Như vậy có được không ạ? Ồ, tôi muốn phòng nhìn ra biển. Tôi xin lỗi, nhưng phòng nhìn ra biển duy nhất còn trống vào ngày hôm đó lại là phòng hút thuốc. Tôi hiểu rồi. Có phòng không hút thuốc mà nhìn ra biển còn trống vào ngày 23 tháng 9 không? Có ạ. Ok, tôi sẽ ở vào ngày 23 tháng 9. Anh ấy sẽ ở phòng nào? Một người đàn ông đang đặt phòng tại một khách sạn. Anh ấy sẽ ở phòng nào? Khách sạn Seaside xin nghe. Tôi có thể giúp gì được quý khách ạ? Xin chào, tôi muốn ở một đêm vào ngày 22 tháng 9. Được ạ. Một đêm ngày 22 tháng 9. Quý khách có mấy người ạ? 2 người. Quý khách muốn phòng hút thuốc hay không hút thuốc ạ? Không hút thuốc. Phòng không hút thuốc duy nhất trống vào ngày hôm đó là phòng nhìn ra núi. Như vậy có được không ạ? Ồ, tôi muốn phòng nhìn ra biển. Tôi xin lỗi, nhưng phòng nhìn ra biển duy nhất còn trống vào ngày hôm đó lại là phòng hút thuốc. Tôi hiểu rồi. Có phòng không hút thuốc mà nhìn ra biển còn trống vào ngày 23 tháng 9 không? Có ạ. Ok, tôi sẽ ở vào ngày 23 tháng 9. Người phụ nữ đang nói chuyện với nhà tạo mẫu tóc của cô ấy. Cô ấy muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào? Xin chào, tôi có thể giúp gì chị ạ? Xin chào, tôi đã đặt hẹn với tên Thảo vào lúc 3 giờ. À vâng ạ, chào chị Thảo, xin chị đi lối này. Chị muốn làm gì ngày hôm nay ạ? Tôi muốn đổi kiểu tóc một chút. Vâng, chị muốn độ dài thế nào? Dài khoảng ngang vai. Được ạ, vậy tóc mái thì sao ạ? Anh giữ nguyên tóc mái nhé. Mái bằng hay mái lệch ạ? Mái lệch sang bên một chút. Bên nào ạ? Lệch sang trái một chút kể từ giữa. Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu gội đầu trước nên mời chị qua lối này ạ. Cô ấy muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào? Người phụ nữ đang nói chuyện với nhà tạo mẫu tóc của cô ấy. Cô ấy muốn thay đổi kiểu tóc như thế nào? Xin chào, tôi có thể giúp gì chị ạ? Xin chào, tôi đã đặt hẹn với tên Thảo vào lúc 3 giờ. À vâng ạ, chào chị Thảo, xin chị đi lối này. Chị muốn làm gì ngày hôm nay ạ? Tôi muốn đổi kiểu tóc một chút. Vâng, chị muốn độ dài thế nào? Dài khoảng ngang vai. Được ạ, vậy tóc mái thì sao ạ? Anh giữ nguyên tóc mái nhé. Mái bằng hay mái lệch ạ? Mái lệch sang bên một chút. Bên nào ạ? Lệch sang trái một chút kể từ giữa. Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu gội đầu trước nên mời chị qua lối này ạ. Một nam sinh và nữ sinh đang xem một quảng cáo việc làm. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Hey, cậu thấy việc này thế nào? Lương trả theo giờ khá cao đấy. Ừ, lương trông tuyệt đấy, nhưng cậu thật sự có thể đi giao báo á? Tất nhiên là được chứ. Tớ đi xe máy giỏi mà. Nhưng tớ lo về việc dậy sớm. Việc này thì sao? Lương không cao bằng nhưng cậu có thể đi làm 2 hoặc 3 ngày một tuần và có thể bắt đầu từ buổi tối. Ồ, cái này á? Thu ngân tại siêu thị hả? Ừ, sẽ tốt nếu như làm sau giờ học. Việc làm cho quán cà phê cũng có thể được đấy. Ồ đúng rồi, tớ thích chỗ đó.
và nó nằm trên đường tới trường của tớ. Không tồi chứ. Thế tớ nên ứng tuyển vào chỗ nào? Giữa hai cái nào ý hả? Giữa quán cà phê và đi giao báo? Yeah, lương cho việc đi giao báo thực sự rất tốt. Ok, tớ quyết định rồi. Chắc là tớ chỉ cần dậy sớm thôi. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Một nam sinh và nữ sinh đang xem mục quảng cáo việc làm. Nữ sinh viên sẽ ứng tuyển công việc nào? Hey, cậu thấy việc này thế nào? Lương trả theo giờ khá cao đấy. Ừ, lương trông tuyệt đấy, nhưng cậu thật sự có thể đi giao báo á? Tất nhiên là được chứ. Tớ đi xe máy giỏi mà. Nhưng tớ lo về việc dậy sớm. Việc này thì sao? Lương không cao bằng nhưng cậu có thể đi làm 2 hoặc 3 ngày một tuần và có thể bắt đầu từ buổi tối. Ồ, cái này á? Thu ngân tại siêu thị hả? Ừ, sẽ tốt nếu như làm sau giờ học. Việc làm cho quán cà phê cũng có thể được đấy. Ồ đúng rồi, tớ thích chỗ đó và nó nằm trên đường tới trường của tớ. Không tồi chứ. Thế tớ nên ứng tuyển vào chỗ nào? Giữa hai cái nào ý hả? Giữa quán cà phê và đi giao báo? Yeah, lương cho việc đi giao báo thực sự rất tốt. Ok, tớ quyết định rồi. Chắc là tớ chỉ cần dậy sớm thôi. Một người phụ nữ đang thử một chiếc váy và nói chuyện với người bán hàng. Cô ấy sẽ mua chiếc váy nào? Chị mặc váy này đẹp quá, nó vừa khít với chị. Yeah, nó vừa đấy. Nhưng tôi thường mặc màu trung tính thôi, tôi chưa quen kiểu này. Ồ, tôi thấy chị trông tuyệt lắm. Thật ư? Mà vẫn phải can đảm lắm tôi mới mặc như thế này. Vậy váy này thì sao ạ? Mẫu vải đơn giản hơn nhiều, nên sẽ không cảm thấy quá trưng diện. Anh đúng đấy, cho tôi thử cái đó. Mời chị thử. Chị nghĩ sao ạ? Cái này vừa với tôi hơn cái trước. Anh có kiểu dài tay mà làm mẫu này không? Có, chúng tôi có. Cảm ơn anh, tôi sẽ mua cái đó. Cô ấy sẽ mua chiếc váy nào? Một người phụ nữ đang thử một chiếc váy và nói chuyện với người bán hàng. Cô ấy sẽ mua chiếc váy nào? Chị mặc váy này đẹp quá, nó vừa khít với chị. Yeah, nó vừa đấy. Nhưng tôi thường mặc màu trung tính thôi, tôi chưa quen kiểu này. Ồ, tôi thấy chị trông tuyệt lắm. Thật ư? Mà vẫn phải can đảm lắm tôi mới mặc như thế này. Vậy váy này thì sao ạ? Mẫu vải đơn giản hơn nhiều, nên sẽ không cảm thấy quá trưng diện. Anh đúng đấy, cho tôi thử cái đó. Mời chị thử. Chị nghĩ sao ạ? Cái này vừa với tôi hơn cái trước. Anh có kiểu dài tay mà làm mẫu này không? Có, chúng tôi có. Cảm ơn anh, tôi sẽ mua cái đó. Một chủ tịch công ty và thư ký của ông ấy đang nói chuyện trên điện thoại. Người thư ký sẽ giao tài liệu nào cho bộ phận kinh doanh? Mai à, có một tập tài liệu trên bàn của tôi. Cô giao nó cho bộ phận kinh doanh trong chiều nay nhé. Vâng, tập tài liệu nào ạ? Tôi nghĩ là nó trong phong bì màu xanh da trời ấy. Phong bì màu xanh... Dạ, có 2 phong bì màu xanh trên bàn sếp cơ ạ. À, đúng rồi. Có một dấu đỏ phía trên bên phải của phong bì. Cái có dấu màu xanh lá cây là tài liệu chúng ta phát vào buổi định hướng tuyển dụng. Cái có dấu đỏ... Ok, em thấy rồi ạ. Tuyệt. Vậy hãy giao nó cho bộ phận kinh doanh lúc 1 giờ chiều và bảo đảm là gửi nó trực tiếp đến giám đốc bán hàng nhé. Cô biết anh ấy phải không? Vâng, em đã từng gặp và nói chuyện với anh ấy vài lần. Tốt. À, và cô có thể chuyển cái phong bì còn lại tới bộ phận nhân sự không? Vâng, thưa sếp.
người thư ký sẽ giao tài liệu nào cho bộ phận kinh doanh? Một chủ tịch công ty và thư ký của ông ấy đang nói chuyện trên điện thoại. Người thư ký sẽ giao tài liệu nào cho bộ phận kinh doanh? Mai à, có một tập tài liệu trên bàn của tôi. Cô giao nó cho bộ phận kinh doanh trong chiều nay nhé. Vâng, tập tài liệu nào ạ? Tôi nghĩ là nó trong phong bì màu xanh da trời ấy. Phong bì màu xanh... Dạ, có hai phong bì màu xanh trên bàn sếp cơ ạ. À, đúng rồi. Có một dấu đỏ phía trên bên phải của phong bì. Cái có dấu màu xanh lá cây là tài liệu chúng ta phát vào buổi định hướng tuyển dụng. Cái có dấu đỏ... Ok, em thấy rồi ạ. Tuyệt. Vậy hãy giao nó cho bộ phận kinh doanh lúc 1 giờ chiều và bảo đảm là gửi nó trực tiếp đến giám đốc bán hàng nhé. Cô biết anh ấy phải không? Vâng, em đã từng gặp và nói chuyện với anh ấy vài lần. Tốt. À, và cô có thể chuyển cái phong bì còn lại tới bộ phận nhân sự không? Vâng, thưa sếp. Một người phụ nữ đang gọi điện thoại đến một nhà hàng. Cô ấy đã ăn trưa tại bàn nào? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Tôi đã ăn trưa ở đó một lúc trước và tôi nghĩ là tôi đã để quên khăn quàng cổ của tôi. Chị đã để khăn của chị tại bàn ạ. Chị có nhớ chị đã ngồi chỗ nào không? Tôi sẽ tìm chiếc khăn cho chị. Vâng, chỗ tôi đã ngồi ở phía sau nhà hàng. Chị đã ngồi ở khu vực hút thuốc hay không hút thuốc? Khu vực không hút thuốc. Chị đã ngồi ở quầy hay ở bàn ạ? Tôi đã ngồi ở bàn dành cho 4 người. Được rồi, vậy tôi sẽ đi kiểm tra. Xin chờ trong giây lát. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô ấy đã ăn trưa tại bàn nào? Một người phụ nữ đang gọi điện thoại đến một nhà hàng. Cô ấy đã ăn trưa tại bàn nào? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Tôi đã ăn trưa ở đó một lúc trước và tôi nghĩ là tôi đã để quên khăn quàng cổ của tôi. Chị đã để khăn của chị tại bàn ạ. Chị có nhớ chị đã ngồi chỗ nào không? Tôi sẽ tìm chiếc khăn cho chị. Vâng, chỗ tôi đã ngồi ở phía sau nhà hàng. Chị đã ngồi ở khu vực hút thuốc hay không hút thuốc? Khu vực không hút thuốc. Chị đã ngồi ở quầy hay ở bàn ạ? Tôi đã ngồi ở bàn dành cho 4 người. Được rồi, vậy tôi sẽ đi kiểm tra. Xin chờ trong giây lát. Cảm ơn anh rất nhiều. Một người đàn ông đang tìm một căn hộ. Anh ấy sẽ chọn căn hộ nào? Xin lỗi, tôi đang tìm căn hộ trong khu vực này. Chị có thể cho tôi xem một số sơ đồ mặt bằng được không? Chắc chắn rồi, anh muốn tìm phòng ở một người à? Không, tôi sẽ sống với vợ tôi. Tôi muốn một phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Ok, cái này thế nào ạ? Có hai phòng và thêm một phòng khách. Nó có thể hơi bị ồn bởi vì nó nằm gần đường lớn. Tôi hiểu rồi. Tôi thường làm việc tại nhà. Vì vậy tôi cần một nơi yên tĩnh. Và tôi thích phòng khách hình vuông hơn. Vậy thì cái này thế nào? Nó được đặt ở vị trí hơi xa nhà ga một chút. Nhưng trong khu dân cư yên tĩnh, có hai phòng và phòng khách, nhưng một phòng thì hơi hẹp. Chúng tôi không có nhiều đồ lắm, vậy nên cái này có thể là đủ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cho anh xem căn hộ khác, cái mà có hai phòng rộng nhưng được đặt ở xa nhà ga hơn nữa. Tôi cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn đi xem căn thứ hai mà chị đã giới thiệu. Anh ấy sẽ chọn căn hộ nào? Một người đàn ông đang tìm một căn hộ.
anh ấy sẽ chọn căn hộ nào? Xin lỗi, tôi đang tìm căn hộ trong khu vực này. Chị có thể cho tôi xem một số sơ đồ mặt bằng được không? Chắc chắn rồi, anh muốn tìm phòng ở một người à? Không, tôi sẽ sống với vợ tôi. Tôi muốn một phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Ok, cái này thế nào ạ? Có hai phòng và thêm một phòng khách. Nó có thể hơi bị ồn bởi vì nó nằm gần đường lớn. Tôi hiểu rồi. Tôi thường làm việc tại nhà. Vì vậy tôi cần một nơi yên tĩnh. Và tôi thích phòng khách hình vuông hơn. Vậy thì cái này thế nào? Nó được đặt ở vị trí hơi xa nhà ga một chút. Nhưng trong khu dân cư yên tĩnh, có hai phòng và phòng khách, nhưng một phòng thì hơi hẹp. Chúng tôi không có nhiều đồ lắm, vậy nên cái này có thể là đủ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cho anh xem căn hộ khác, cái mà có hai phòng rộng nhưng được đặt ở xa nhà ga hơn nữa. Tôi cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn đi xem căn thứ hai mà chị đã giới thiệu. Một người phụ nữ đang đặt bánh sinh nhật. Cô ấy định đặt cái bánh nào? Xin lỗi, tôi muốn đặt bánh sinh nhật cho con gái tôi. Tuyệt quá! Chị có thể cho tôi biết chị đang tìm loại bánh nào không? Con gái tôi thích sô-cô-la nên bánh sô-cô-la hẳn là được đấy. Anh có thể đặt quả dâu lên bánh được không? Chắc chắn rồi! Chúng tôi có bánh tròn và bánh vuông. Chị thích cái nào ạ? Cho tôi cái tròn đi. Ok. Con gái chị sắp sang tuổi thứ mấy? Con bé sắp lên 12 tuổi. Ok. Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị 12 cây nến. Chị có muốn viết thông điệp gì không? Có. Anh làm ơn viết chúc mừng sinh nhật. Được rồi. Và chị có muốn dòng chữ đó màu hồng không? Nếu có thì chúng tôi sẽ đặt bánh trên đĩa màu trắng. Nếu không thì chúng tôi sẽ viết chữ màu trắng và đặt trên đĩa màu hồng. Anh làm ơn viết chữ hồng và đặt bánh lên đĩa trắng nhé. Cô ấy định đặt cái bánh nào? Một người phụ nữ đang đặt bánh sinh nhật. Cô ấy định đặt cái bánh nào? Xin lỗi, tôi muốn đặt bánh sinh nhật cho con gái tôi. Tuyệt quá! Chị có thể cho tôi biết chị đang tìm loại bánh nào không? Con gái tôi thích sô-cô-la nên bánh sô-cô-la hẳn là được đấy. Anh có thể đặt quả dâu lên bánh được không? Chắc chắn rồi! Chúng tôi có bánh tròn và bánh vuông. Chị thích cái nào ạ? Cho tôi cái tròn đi. Ok! Con gái chị sắp sang tuổi thứ mấy? Con bé sắp lên 12 tuổi. Ok, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị 12 cây nến. Chị có muốn viết thông điệp gì không? Có, anh làm ơn viết chúc mừng sinh nhật. Được rồi, và chị có muốn dòng chữ đó màu hồng không? Nếu có thì chúng tôi sẽ đặt bánh trên đĩa màu trắng. Nếu không thì chúng tôi sẽ viết chữ màu trắng và đặt trên đĩa màu hồng. Anh làm ơn viết chữ hồng và đặt bánh lên đĩa trắng nhé. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về lịch chuyển nhà. Họ sẽ chuyển vào khi nào? Em nghĩ chúng ta nên quyết định ngày chuyển và gọi một công ty dịch vụ chuyển nhà. Ừ, anh đã đang xem một số công ty dịch vụ chuyển nhà. Em không muốn trả nhiều tiền đâu. Anh đồng ý, công ty này có một số khuyến mại, ví dụ như họ giảm 10% nếu chúng ta đặt trước một tháng trước ngày chuyển. Một tháng trước? Vậy mình phải chuyển sau ngày 15 tháng 12 để được giảm giá à? Ừ, và có giảm giá thêm nếu mình đặt vào ngày thường. Ngày thường á? Em có một cuộc họp vào sáng thứ hai và cuộc triển lãm thì vào thứ ba và thứ tư. Vậy... Thứ sáu được đấy, bởi vì mình có thể sắp xếp nhà mới vào cuối tuần. Vâng. Khoan đã. Họ nói giảm 15% từ thứ hai đến thứ năm và giảm 5% cho thứ sáu. Ừ nhỉ. Em muốn làm gì? Hãy lấy gói rẻ nhất có thể.
Đường nào em cũng đã xong triển lãm vào lúc đó rồi. Họ sẽ chuyển vào khi nào? Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện về lịch chuyển nhà. Họ sẽ chuyển vào khi nào? Em nghĩ chúng ta nên quyết định ngày chuyển và gọi một công ty dịch vụ chuyển nhà. Ừ, anh đã đang xem một số công ty dịch vụ chuyển nhà. Em không muốn trả nhiều tiền đâu. Anh đồng ý, công ty này có một số khuyến mại. Ví dụ như họ giảm 10% nếu chúng ta đặt trước một tháng trước ngày chuyển. Một tháng trước? Vậy mình phải chuyển sau ngày 15 tháng 12 để được giảm giá à? Ừ, và có giảm giá thêm nếu mình đặt vào ngày thường. Ngày thường á? Em có một cuộc họp vào sáng thứ hai và cuộc triển lãm thì vào thứ ba và thứ tư. Vậy... Thứ sáu được đấy, bởi vì mình có thể sắp xếp nhà mới vào cuối tuần. Vâng. Ơ, khoan đã. Họ nói giảm 15% từ thứ hai đến thứ năm và giảm 5% cho thứ sáu. Ừ nhỉ. Em muốn làm gì? Hãy lấy gói rẻ nhất có thể. Đường nào em cũng đã xong triển lãm vào lúc đó rồi. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.